Xin chào Homie, hôm nay Homie có cái trò chơi gì chơi với các bạn không? Dạ hôm nay con sẽ chơi có chơi trò chơi gì không? Dạ không, hôm nay con sẽ chơi trò chơi chơi giải câu đố. Giải câu đố hả? Vậy là trò chơi giải câu đố hả? Đâu, trẻ câu đố đâu đâu? Để cho các bạn coi thử coi. Từ 5 cho đến 6 tuổi. Nào, con thích cuốn này không? Dạ thích. Ok, con kéo xuống coi chừng nó rớt kìa. Đó, rồi. Đâu? Wow, Homie làm quá trời luôn ha. Đâu, Homie làm tới đâu rồi? Dạ, con làm tới đâu? Quá trời luôn ha. Mấy phần vẽ rồi Homie chưa vẽ đúng không? Dạ. Em mốt tổng hợp lại vẽ một lần nha. Quá trời luôn các bạn ơi, đó. Rồi, tới đó được rồi. Ôi, qua luôn rồi, tiếp nữa. Rồi, quá luôn. Hết chưa? Còn hả? Tiếp luôn. Rồi, đây. Mình thua trang mày rồi. Đây là cái phần mà Homie chưa làm nha các bạn nha. Rồi. Bây giờ Homie bắt đầu giải câu đố từ từ đi. Đâu? Bây giờ Homie làm bài bao nhiêu? Bài số bao nhiêu? Dạ 700 701. Đúng rồi, đây là bài 701 nha. Homie năm nay mấy tuổi đây? Dạ 5 tuổi. Rồi 5 tuổi. Ok rồi, Homie chứ làm phải mình còn 1 tuổi đâu. Rồi Homie làm đi, Homie giải câu đố đi, bà đọc nha. Tìm quy luật và tô màu thích hợp vào ô trống. Rồi. Cái này xém thôi. Rồi ok. Nhưng mà theo con á là cái ô này tô màu gì? Ô này tô màu gì? Con nhìn đi. Giờ Homie ơi, rồi theo con là cái này quy luật nha. Quy luật ở đây nè, các bạn phải nhìn nha. Ở đây là màu đỏ, tiếp đến là màu xanh lá cây, tiếp đến là màu hồng. Màu hồng. Rồi đỏ, xanh lá cây, hồng, đúng không? Rồi tiếp đến là màu đỏ, xanh lá cây, hồng. Vậy ở đây là màu đỏ. Rồi ở đây là màu gì Homie? Xanh lá cây đúng không? Hồng. Rồi, vậy là Homie đúng nha. Đánh một dấu tích vô đi. Đó đi, ngày mai tô màu đó xong nha. Rồi, đó xử lý xong rồi. Giờ qua câu 702 nè các bạn ơi. Rồi, để mình đọc cái tựa bài nha. Tìm ra cục xương của từng chú chó. Rồi, hãy đi theo cái đường dây đó để tìm cục xương đi. Rồi, cục xương đâu? Cục xương của chú chó nào hãy tìm đi. Chú chó ngồi thì cục xương nào? Con tìm đi, con tìm cho. Con tìm cho các bạn coi, từ cái dây đâu? Có cái dây kìa. Con vẽ để cho các bạn thấy nữa chứ. Đó, các bạn phải tìm như Homie đó. Vẽ theo cái đường dây nó sẽ ra được cục xương của bạn chó nha. Được chưa? Wow. Chú chó mà ngồi là cục xương nào đâu? Homie khoanh tròn cho ba coi. Chú chó ngồi, cục xương màu gì? Cục xương màu vàng. Đúng, chú chó đang chạy là cục xương nào? Cục xương màu trắng. Ok, rồi bây giờ qua đến câu số 703. Rồi, bắt đầu nha. Tìm chiếc áo phù hợp của các bạn nhỏ này. Rồi con, bây giờ con làm rồi con giải thích cho các bạn nghe. Rồi. Rồi, lý do tại sao Homie lại chọn vậy? Áo này bự hay áo này nhỏ? Con phải giải thích đi, áo bự thì sao? Để cho bạn voi. Tại sao lại bạn voi phải mặc áo bự? Tại vì bạn voi bự cho bá. Rồi, con bỏ tay ra con che rồi kìa. Rồi, còn cái áo màu xanh dương là của bạn nào? Dạ, của bạn gấu. Đúng rồi nha các bạn nha. Đó, các bạn phải phân tích vậy chứ đừng thấy. Không, lúc nãy Homie xém sai nè. Homie lấy cái của bạn xanh dương, cái đưa cho bạn này xanh dương, cái thấy quần của bạn gấu màu xanh lá, định đưa cái áo màu xanh lá chùm vô là che luôn, có mất cái đầu luôn. Rồi bây giờ qua câu 704 đi Homie ơi. 704 nha. Cái này hơi khó nha. Đây, theo trình tự biểu diễn thì hành động nào xảy ra trước? Rồi theo con nghĩ là cái hình nào, hình bên trái hay hình bên phải là nhà ảo thuật làm trước? Theo con nghĩ cái hình nào làm trước thì đánh thì ghi số 1 vô, hình nào làm sau thì ghi số 2. Rồi, tại sao con giải thích cho các bạn nghe? Dạ, tại vì cái này nó số 2, cái này nó số 1. Tại sao mà thôi Homie ơi, tại sao con lại chọn cái hình này là hình đầu tiên, cái hành động mà lấy con chim ra đầu tiên, và cái hành động lấy con thỏ là hành động thứ hai, tại sao? Dạ, tại vì con thấy ông này nó lấy ra trước. Ở tấm hình đầu tiên bên tay trái này là đâu có con thỏ đâu. Đúng rồi, là nhà ảo thuật lấy cái gì? Lấy con chim. Đúng rồi. Rồi tiếp theo con chim nó bay qua đây, xong nó bay ngược xuống đây là
nhà ảo thuật mới cầm cái nón lên và lấy con thỏ. Đúng rồi, hay lắm rồi nha. Rồi đúng câu này. Giờ hôm nay qua giải câu 707 cho các bạn nghe nha. Bắt đọc nha, tập trung nha. Phải thả nhóm cá nào vào bể để có tổng số cá ở trong bể là 10, đúng không? Đây có mấy, có mấy nhóm cá đây, con nhìn đây. Hôm nay nè, bà sẽ giải thích nha. Đây, một nhóm cá đúng không? Một nhóm cá này là có 3 thành viên trong một nhóm, thấy không? Gọi là nhóm 1 đúng không con? Dạ. Rồi, cái nhóm 2. Nhóm 2 là sẽ có 4 bạn ở trong nhóm 2 con, thấy không? Đó, vậy là tổng cộng ở trong hình này là có mấy nhóm cá đây? Dạ. Hai nhóm cá đang đứng ở ngoài đúng không? Hai nhóm cá đang đứng ở ngoài đợi nè đúng không? Rồi bây giờ người ta hai nhóm cá là một. Rồi. Bây giờ người ta hỏi nè, là phải thả cái nhóm 1 này nè hay là nhóm 2 vào hồ cá để tổng cộng trong hồ cá đủ 10 bạn cá, hiểu chưa? Hiểu chưa? Thì đầu tiên con phải đếm trong hồ cá trước là coi như có bao nhiêu bạn cá rồi, hiểu chưa? 4, 5, 6. Mấy bạn cá? 6. 6 bạn cá. Rồi, vậy thì 6 bạn cá này cộng với nhóm 1 thử coi được bao nhiêu bạn? 6 đúng không? Đếm lại coi. Không phải đếm lại. 6. Rồi tiếp. Đếm tiếp. 6 7 8 9. Vậy thả cái nhóm cá 1 vô đây, vậy hồ cá có đủ 10 không? Dạ 9. 9 vậy có đủ 10 không? Dạ không. Đúng rồi, cho nên sai. Ít ở đây đúng không? Rồi. Tại á mình sợ nó bị kẹt nguyên đống trong đây luôn. Làm như kẹt. Rồi. Vậy bây giờ mình phải nhà thả nhóm nào vô? Nhà nhóm này. Chưa chắc, lỡ khi nhóm đó không đủ thì sao? Hoặc là dư thì sao? Đúng không? Cho nên phải đếm lại trong hồ cá có bao nhiêu bạn cá. Dạ 6. 6 rồi đếm tiếp coi đủ không? Cái này là 9 rồi đúng không? Không, bây giờ con đếm thêm đi, 6 đếm thêm được cái trình đấy. 9, 10. Đúng không? Đó. 10. Vậy, vậy là bây giờ là thả nhóm mấy vô? Thả nhóm 4. Nhóm 2, nhóm 2 vô. Mà nhóm 2 có mấy bạn cá? Dạ 4. Rồi 4 bạn cá bơi vô hồ bơi có mấy bạn cá? Dạ có 6 bạn cá. 6 cộng 4 bằng 4 bằng 10. Đúng rồi. Yeah. Rồi qua câu này. Đây. Cái này sáng mai mình mới làm được. Đúng rồi, đây nè, cái này là sáng mai làm, cái này là được sáng nha các bạn nha. Mai trước không đi làm theo nha. Rồi bây giờ hôm ơi. Bây giờ hôm ơi qua câu này. Câu bao nhiêu đây hôm ơi? Dạ. 708. Ok, 708 rồi nha. Rồi bây giờ ba sẽ đọc nha. Dạ. Hình mẫu sau khi mở ra sẽ được hình nào trong ba hình này? Cái hình mẫu là hình này. Người ta đã cắt sẵn, người ta gấp lại và người ta cắt rồi. Để khi mà người ta mở ra thì sẽ được hình nào hôm ơi? Đoán đi. Hình nào? Sẽ được hình nào? Rồi không biết chọn hình nào đâu. Hình nào? Rồi không biết khoanh tròn đi. Rồi tại sao không biết lại chọn hình đó? Tại vì sao không thấy nó tí 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 à, nó uống đúng không con? Nó uống lượng lượng này đúng không? Chính xác. Còn nếu mà hình này đúng không, thì là cái đường của nó là phải nhọn đúng không con? Ra cây thông đúng không? Còn cái này là phải là hình trái tim, không có tí 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 uống đúng không? Chính xác. Rồi qua 709 đi các bạn ơi. Rồi khoanh tròn hai chiếc ô giống nhau. Rồi trong ba cái ô này, cái ô tiếng Anh, cái ô tiếng Anh là gì? À con biết rồi, umbrella. Umbrella đúng không? Yeah. Rồi bây giờ trong ba cái dù này Hồng Y phải tìm ra một cái dù không giống nhau. Rồi tút. Ủa tại sao vậy Hồng Y? Hồng Y lại chọn cái dù đó. Cái đó, cái này, cái ba. À, vậy là cái này là bị thiếu một cái gì đây? Một cái trái táo màu xanh ở trên dù đúng không? Dạ. Chính xác, rồi, hay lắm. Qua câu tiếp theo, 710, đúng không? Rồi, nối những miếng ghép với vị trí thích hợp vào ô màu trắng. Rồi, có miếng ghép A, miếng ghép chữ A và miếng ghép B. Rồi, bây giờ homie hãy chọn đi. Miếng ghép A nằm ở đâu? Sẽ chỉ mũi tên vô, nối vô. Đúng rồi, chỉ vô đàng hoàng cho các bạn thấy. Con vẽ gì mờ quá sao các bạn thấy. Rồi. Đó, các bạn thấy chưa? B vô đâu? Rồi, đúng chưa? Đâu, để ba kiểm tra coi.
Ồ đúng rồi, hay quá các bạn ơi, một hình hoàn chỉnh. Đó là hình con gì ạ? Con sư tử. Ok, con sư tử tiếng Anh là gì? Lion. Lion, ok rồi. Bây giờ qua câu này. Có chữ A với lại chữ B luôn. Đây, quan sát hình 1 trong 30 giây, sau đó che lại và nói xem hai hình, xem hình 2 thiếu mất con vật nào. Rồi, bây giờ là trong vòng 30 giây, Homie phải nhắm mắt lại nha. Nha. Bây giờ Homie coi trước đây. Trời ơi, chưa chi mà. Rồi, bây giờ ba che lại nha, chuẩn bị nha. Ba đếm từ 1 tới 30 là Homie coi, coi xong rồi ba sẽ coi, ba sẽ che lại nha. Một này nha, chuẩn bị chưa, tập trung chưa. 1, 2, 3, coi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trời ơi, biết luôn rồi. Vậy là thiếu mất bạn nào vậy? Dạ mày. Bạn tròn hay bạn sóc gì đúng không? Đây, khoanh tròn mày nó đi, khoanh tròn mày nó đi. Rồi. Bạn tròn mới đúng. Vậy là cái tổng tất cả các hình này thì khi mà qua hình 2 là bị mất nha các bạn nha. Thấy chưa? Đó. Không mày giỏi quá ta. Cố gắng lên. Này lần mà hôm nay với ba sẽ qua câu 716 nha các bạn. Ba đọc nha. Từ hai vật bên trái cộng với nhau thì bé sẽ nghĩ ra vật nào ở bên phải? Và bé hãy khoanh tròn đi. Vật nào? Rồi không đi chọn cái nào đâu không đi ơi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hình này hình gì? Cộng với cái gì? Vậy tại sao không đi chọn hình mắt kiến là tại sao? Đừng có bị mặt trời chiếu vô mắt đúng không? Ok, đúng rồi nha các bạn nha. Rồi. Sau khi cắt theo mẫu thì ta sẽ được hình nào? Rồi, Homie chọn hình nào? Cắt hình này thì Homie sẽ chọn hình nào? Rồi, Homie khoanh tròn đi. Con sẽ vẽ hình lục giác. Không, con khoanh tròn cái hình đó thôi, con khoanh tròn thôi. Con khoanh tròn cái hình đó đi để ba giải thích cho. Rồi, Homie khoanh tròn đi. Ok chưa? Rồi, Homie chọn cái này đúng không các bạn ơi? Rồi, nhưng mà ba cho kết quả là sai nha Homie nha. Sai nha. Rồi, bây giờ ba sẽ chỉ cho con biết lý do tại sao sai nha. Con nhìn cái hình bên đây nè, đúng không? Nè, bây giờ ba sẽ kẻ một đường thẳng lên nha. Đúng không? Đây là cái giấy đúng không? Đúng không? Rồi, theo con nè. Đó, con nhìn qua đây coi. Ba ra hình nào? Nhìn kỹ đi. Ra hình nào? Sai luôn. Nè, bây giờ ba sẽ vẽ phân nửa hình này cho con coi có đúng, có phải là ba vẽ đúng không? Đúng không? Che bên đây lại coi đúng không? Đúng không ông ơi? Vậy là bên đây là hình nào? Hình nào? Đúng, hình này số 3 đây nha. Đó, đây là số 1. Đây là số 2, đúng không? Bây giờ ông ơi chọn câu 1 là sai nha các bạn nha. Vậy là câu số mấy là đúng? Đúng rồi, mấy mốt con phải vậy thấy không? Con phải kẻ một cái đường ra là con thấy phân nửa đúng không ơi? Rồi bây giờ con sẽ kẻ phân nửa từng hình ra là con sẽ thấy nè, cái này nè là không đúng rồi đúng không con? Đúng không? Còn cái này là không đúng rồi đúng không? Tại nó hai cạnh đúng không? Hai cái cánh này nè, thấy không? Rồi ok. Bây giờ Homie qua tới câu 717. Bắt đầu nha. Tìm ra tấm hình chỉ xuất hiện một lần thôi. Rồi Homie làm liền. Tìm ra một tấm hình chỉ có một tấm trong đó thôi, không có tấm thứ hai. Rồi, tìm. Nhìn nhanh làm liền luôn. Khoanh tròn cái tấm đó liền. Con gì vậy? Dạ con. Con bọ hả? Lady. Lady Bird. Lady Bird. Ok, rồi, bây giờ câu 719. Nếu kết hợp hai hình mẫu lại với nhau, ta sẽ được hình nào bên đây? Rồi, câu này hay quá. Rồi, Homie thông minh thì Homie cố gắng coi hình nào. Rất là khó nha các bạn nha. Không phải dễ đâu nha. Không có giống nhau đâu. Không có giống nhau đâu. Đâu hình nào đâu Homie ơi. Homie chọn hình 1 hay là hình 2 đây? Rồi Homie hãy giải thích cho các bạn nghe đây. Hình 1 là đúng nha các bạn nha. Rồi bây giờ Homie thử giải thích cho các bạn nghe lý do tại sao lại chọn hình 1 mà không chọn hình 2. Dạ tại vì cái này nó nằm ở bên phải mà đâu phải là bên trái. Đúng rồi, vậy là cái hình số 2 thì hoa nằm bên phải. Hình số 1 hoa nằm bên trái. Vậy thì bây giờ
là theo hình mẫu là hoa nằm bên trái cho nên chọn số 1 là đúng nha Homie nha. Rồi.